Em xin chào toàn thể các bác yêu hoa lan trên cả nước. Ngày hôm nay nhà em có về được một số loại lan như sau ạ. Đầu tiên em xin tự giới thiệu, em tên là Bao, em ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Số điện thoại của em là 01665 323 666. Các bác đặt hàng thì liên hệ với em theo số điện thoại trên nhé. Sau đây em xin giới thiệu chi tiết từng loại. Đây ạ, loại đầu tiên đây là Hoàng Phi Hạc nhé các bác nhé. Tình trạng cây cũng khá là xanh và đẹp đấy nhá. Đây. Đấy các bác ạ. Đấy, Hoàng Phi Hạc đấy. Thân của nó rất là mập nhá. Tương đối là đẹp đấy. Hoàng Phi Hạc này em bán với giá là 150.000 một ký nhá các bác nhá. Đấy. Tiếp theo đây là Nhất Điểm Hồng. Nhất Điểm Hồng thì hôm nay thì em chỉ có khoảng 4-5 ký gì đấy thôi ạ. Tình trạng cây rất là xanh luôn ạ. Nô này rất là đẹp đấy nhá. Đấy, hôm nay thì em cũng bán với giá là 150.000 một cây một ký nhá các bác nhá. Nhất Điểm Hồng đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Tiếp theo đây là đuôi tròn nhá các bác nhá. Tình trạng cây là cực kỳ là xanh luôn ạ. Nô này rất là đẹp luôn ạ. Cây rất là khô ráo và xanh nhá. Xanh mướt luôn đấy ạ. Cây nó cũng tương đối là khá là to đấy. Nó thuộc loại hàng trung đấy. Khá là to đấy. Chứ không phải là to bự đâu nhá. Đấy. Rất là đẹp đấy. Đuôi tròn này em bán với giá là 220.000 một ký nhé các bác nhá. 220.000 một ký đấy ạ. Đuôi tròn đấy. Rất là đẹp đấy. Bó nào cũng vậy. Cây cực kỳ là xanh luôn. Tiếp theo đây là hoàng lạp nha các bác nhé. Hoàng lạp thì hôm nay cũng rất là đẹp luôn ạ. Lô hàng này của em về rất là đẹp luôn ạ. Hầu như loại nào cũng vậy ạ. Đây, toàn hàng rẻ đây nha các bác nhé. Cây cực kỳ là xanh và mướt. Đây. Cực kỳ là xanh. Đấy. Hoàng lạp thì em bán với giá là 150.000 một ký nha các bác nhé. Rất là đẹp luôn đấy. Mùa mưa mà cây mà có được những cái lô hàng như này mà thì rất là khó luôn đấy. Tiếp theo đây là hạc vĩ ạ. Hạc vĩ thì hàng cũng khá là khô ráo nhá. Một số cây của nó thì cũng rụng lá rồi nha các bác nhé. Đấy. Hàng rất là đẹp luôn đấy. Hạc vĩ này em bán với giá là 200.000 một ký nhá. Đấy. Cây cũng khá là đẹp đấy. Tiếp theo đây là báo hỷ nhá. Đây. Báo hỷ thì mùa này một số cây thì nó cũng đã xuống lá nên nó có hiện tượng vàng lá nhá các bác nhá. Đây cây nó đã thắt ngọn rồi ạ. Đấy. Báo hỷ này của nó thì là cho hoa vào dịp Tết đấy. Nên là cây nó thắt ngọn rất là sớm ạ. Đây các bác nhìn ạ. Đấy, nó đã thắt ngọn rồi sau đó thì nó sẽ xuống lá. Khi mà xuống lá thì nó sẽ còn cái trơ cái thân này ạ. Nhưng mà tới mùa hoa thì nó lại từ những cái mắt này ạ. Nên những cái mầm hoa rất là đẹp luôn ạ. Báo hỷ này hoa của nó màu tím họng màu cam nhá. Màu thành chùm đấy ạ. Rất là đẹp ạ. Đây là toàn bộ số lan mà nhà em có nha các bác nhé. Các bác nào mà sưu tầm thì liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại 01665 323 666. Em tên là Bao ạ. Em ở Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc. Kênh của em là Lan Rừng Vĩnh Phúc nhé. Các bác hãy bấm đăng ký kênh để được cập nhật những video mới nhất nhé. Ngoài ra thì em còn có bán các loại phân thuốc dùng cho hoa lan ạ. Giá thể trồng lan gồm có ví dụ như vỏ thông nhá, vỏ thông và sơ dừa, chậu gỗ nha các bác nhé. Các bác nào mà cần loại nào thì cứ alo trực tiếp cho em nhé. Thôi em xin phép dừng video tại đây ạ. Chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình ạ.